Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nguyễn Phát của mình. Thì ngày hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, trời nắng trong sáng. Và video này các bạn sẽ theo dõi một cái video gọi là chủ đề cá bảy màu hiện nay dễ nuôi hay khó nuôi. Trước khi mà bàn đến vấn đề khó nuôi hay dễ nuôi thì mình sẽ xin thưa với các bạn là lý do mình làm cái video này. Vì mình thấy nhiều bạn comment trên kênh của mình nói là con cá này không phải là con cá bảy màu, con cá này là con cá bình tích à. Nhưng xin thưa các bạn, đây là full gold, bảy màu full gold. Thì sao phải gọi, thì sao gọi là bảy màu full gold? Vì con cá này nó có đặc điểm là nó vàng hết thân à, nó là một giống cá bảy màu. Mình tại vì Việt Nam mình kêu là cá bảy màu thôi, chứ nước ngoài tên tiếng Anh nó là guppy, hoặc là cái tên gì, tên tôi khoa học là cái gì, gì đó mình không nhớ lắm. Nhưng mà cái dòng cá này là cái dòng cá thuần chủng bảy màu, nên nó sẽ khó nuôi hơn cái dòng cá bảy màu, đúng chất là sắc bảy màu luôn á. Như ngày xưa mình nuôi á, thì đây mình cũng có nè, mình cho các bạn xem nè. Đây là cá bảy màu tạm ngày xưa nè. Con cá này khỏe lắm, cá này quăng mưa quăng gió gì nó cũng sống hết đó. Muốn làm gì nó cũng sống hết đó, chứ không phải như mấy dòng cá thuần chủng hiện nay. Thì con cá này rất là dễ nuôi. Rồi quay trở lại những cái dòng cá thuần chủng nha. Thì đây trước mặt các bạn đó là con cá full red, bảy màu full red. Thì con cá này nó khá khó nuôi vì nó là cái dòng cá bảy màu mắt đỏ thuần chủng. Đây các bạn có trước mắt có thấy có một con cá nó đã chết rồi nè, thấy không? Mình sáng mình thấy nó bình thường, nhưng mà trưa chiều là nó tự động nó chết rồi. Mình chả hiểu cái vấn đề tại sao nó chết nữa. Mấy con cá này nó rất là khó chịu như vậy à. Những cái bạn mà chơi những dòng cá bảy màu thuần chủng thì sẽ biết. Thì tại sao lại có cái kênh Nguyễn Phát chuyên trị cá bảy màu? Thì con cá bảy màu thuần chủng hiện nay nó rất là kỳ cục. Nó muốn sống nó sống, nó muốn chết nó chết. Hoặc là khi mà mình phát hiện bệnh trễ một chút thì nó cũng chết. Thì những con cá bảy màu ở trong này thì nó bắt đầu nó muốn e rồi nè. Nó muốn e, có những cái con mà lắc nhẹ không. Thì sau cái video này mình sẽ bỏ thuốc vô. Tại sao mình lại quay nó, nó muốn bị bệnh rồi tại sao mình lại quay nó? Vì mình xin thưa với các bạn, những cái dòng cá này rất là khó nuôi. Nó sẽ chết, bất đắc kỳ tử nó sẽ chết liên tục, hoặc là nó sẽ chết không có một cái lý do nào hết. Nó muốn là nó chết thôi. Vì thế nên nó không có dễ nuôi như con cá bảy màu tạp hồi nãy đâu nha. Những con cá bảy màu thuần chủng nó rất 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 là khó nuôi. Sang đây, mình có bên đây mình cũng có một ô cá full gold nữa. Thì cái con full gold thì tương đối dễ nuôi hơn con full red vì nó là cá mắt đen. Còn cái cá mắt đen mắt đỏ à, rồi nhân tiện đây mình sẽ tư vấn các bạn là cá mắt đen hay cá mắt đỏ. Trong cái dòng bảy màu thuần chủng thì những cái con cá nào mắt nó đen nó sẽ dễ nuôi hơn, tương đối dễ nuôi hơn một chút so với những con cá mắt màu đỏ. Những cái con cá mắt màu đỏ thì các bạn đòi hỏi các bạn phải có nước có đảm bảo oxy, không khí, ánh sáng vân vân và các kiểu vân vân. Cho dù đã đảm bảo rồi nhưng mà nó thích là nó chết thì mình cũng phải chấp nhận thôi, tại vì nó là dòng mắt đỏ trong cá bảy màu thuần chủng. Còn những cái dòng mắt đen như full gold nè thì nó dễ nuôi hơn. Các bạn chỉ cần là có một môi trường nước ổn định thì nó sẽ sống và phát triển rẻ rất là nhiều. Nhưng mà nó vẫn gọi là cái tình trạng là muốn chết là nó chết thôi. Với lại những con cá bảy màu thuần chủng thì những con cá bảy màu đó nó có giá thành khá cao, nó không phải 1-2 nghìn như là con cá bảy màu tạp. Cá thuần chủng có thể nó nằm ở độ giá là vài chục đến vài trăm ngàn đồng. Có những cái con cá bảy màu nhập thái thì nó khoảng cỡ vài triệu đồng là chuyện rất là bình thường. Hoặc nhập Thái, hoặc nhập Indo, hoặc nhập Trung Quốc rồi đó, Hồng Kông rồi đó, thì nó vài triệu đồng là chuyện bình thường. Còn cái con cá mà bảy màu đó, giờ các bạn có thấy một con cá bảy màu nào mà 4 triệu, 5 triệu chưa? Hoặc là 7, 8 triệu một cặp chưa? Có đó, chứ không phải không có đâu. Rồi những cái bạn nào đang chơi cá bảy màu thuần chủng thì các cũng đã hiểu cái video này mình muốn nói gì. Con cá bảy màu thuần chủng nó sẽ khó nuôi như thế nào, những cái tình huống éo le trong cái việc nuôi cá đã xảy ra với bạn. Và các bạn yên tâm đi, Nguyễn Phát sẽ luôn bên các bạn. Hãy gửi câu hỏi về fanpage của mình thì mình sẽ nghiên cứu và mình trả lời bằng những cái video công khai trên YouTube cho các bạn xem về cái vấn đề mà trị bệnh cũng như là cách nuôi cá bảy màu thuần chủng như thế nào cho nó phát triển cũng như là cho nó đẹp nhất có thể nha các bạn nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều khi mà theo dõi video này đến bây giờ. Nếu thấy hay thì hãy like, comment, subscribe kênh của mình. Hiện nay thì mình cũng có bán một số dòng cá trên fanpage ở cái link miêu tả bên dưới, cũng như là cái thức ăn cám thái ở những cái video trước.
Một hũ này thì có thể ăn được khoảng cỡ 1 đến 2 tháng đối với những bạn nuôi cá ít. Thì cái cá này công dụng như thế nào thì những video trước các bạn cũng đã coi, các bạn cũng đã biết. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn một lần nữa. Cảm ơn rất là nhiều. Rồi bye bye tất cả các bạn.